Rồi, em với cá chào anh em ơi. Trưa nay em lên lại cái lô máy cắt lớn anh em nha. Đó, bây giờ thì máy thì hôm nay em lên lô máy đục, máy cắt bàn và một mớ con máy hàng. Thì em muốn giới thiệu luôn là tất cả con máy trong video hôm nay thì nó là toàn bộ điện 100V anh em nha. Thì có con nào điện 3 pha hoặc là 220V thì em sẽ nói riêng con đó luôn. Đó, còn em không nói là toàn bộ sử dụng điện 100V. Và tất cả các đơn hàng em đưa ra thì toàn bộ nó là đều bao ship anh em nha. Cái phần này nó cũng rất là quan trọng luôn anh em nha. Đó, và toàn bộ là đều bao ship và bao sóng anh em. Bao sóng là em chỉ bao tới một cái mức độ nào đó thôi anh em nha. Là chỉ cần gắm điện vô, motor vẫn có hoạt động, đó là bao sóng. Còn những cái vấn đề khác, chức năng của nó đục hoặc là coi như thế nào đó, nẹt lửa than, bạc đạn gì đó, anh em về tự dọn là giúp em nha. Em không có bao hoàn chỉnh 100% về gắm điện vô là xài luôn. Thì em không có bao như vậy anh em nha. Chỉ có bao sóng thôi và bao ship. Đấy. Và anh em vui lòng chốt hàng xong đặt cọc trước giúp em mỗi đơn hàng 100k trở lên. Tại vì video ngày hôm nay những con máy này rất là nặng anh em nhé. Nhiều con máy nó tiền ship nó tới 300-400 ngàn một con, thì anh em vui lòng đặt cọc em 300 ngàn anh trở lên anh em nhé. Thì mỗi một con máy nó cũng đều có một cái mã số riêng của nó và một cái giá tiền nằm ở phía sau, thì nó sẽ không có một phí phát sinh nào khi về đến nhà. Anh em cứ chốt hàng xong alo trực tiếp hai cái số điện thoại bên dưới phần tiêu đề, là nhân viên em sẽ chốt hàng và gửi hàng về đến nhà cho anh em nhé. Nhận hàng anh em cọc xong nhận hàng thanh toán sau, thanh toán ở phía sau, nhận hàng xong thanh toán sau giá quên. Rồi bây giờ em xin test từng con một anh em xem và tham khảo nha. Anh em lưu ý là hàng bên em bao ship và bao sóng, bao sóng là chỉ cần gắm điện vô là sóng thôi anh em nhé. Rồi con đầu tiên ngày hôm nay. Rồi con đầu tiên hôm nay là con số 1 hàng Hitachi. Hitachi DH40SA 1050W. Rồi, máy hoạt động ok anh em nha. Đây là bao sóng là bao như thế này thôi anh em nha. Còn những chức năng của nó thì anh em về cứ tự dọn lại giúp em nha. Đó, có con xài ok luôn, còn có con phải dọn lại á. Đấy, rồi hên xui. 1 400k, bao sóng và bao ship anh em nha. Mã số 1 400. Rồi con này mã số 2 600k. Dây điện rin luôn anh. Rin dài luôn. Mã số 2 con này là con đục BH38. BR38 nhé. BR38E, vừa phong vừa đục. Đây chức năng phong đục đây nè nha. Đây. Rồi, chạy inru, viên con này hơi đá lửa bên này. Thì anh em giờ tháo than ra, dọn lại cái là xong anh em nha. Đá lửa nhẹ thôi. Rồi mã số 2 con này 600k anh em nha. Mã số 2 600. Con này là con Hitachi H41 41SA, con đục 18 ly, mã số 3. Con này là hơi khó kiếm mũi anh em nha. Hơi khó kiếm mũi cho nên là giá nó hơi rẻ. Anh em về tự kiếm mũi bỏ vô. Nó là mũi đục 18, hơi khó kiếm. Rồi mã số 3 350k luôn. Con này nó 1050W luôn, đục 18 ly. Rồi con này mã số 4. Con này là con máy khôn chứ không phải là máy đục anh em nha. Dây điện rất dài luôn. Con này nó 500W. Nó 500W điện 100V. Máy khôn. Rồi nó có điều tốc chạy im ru không ngạt lửa. Rồi mã số 4, 450k con này nữa nha. 4 450, mã số 4 450. Hàng Hitachi. Rồi con này mã số 5 cũng 450 luôn, con này Hitachi. Con này Hitachi E55, nó là 900W.
Đó, Hiu TT 55900W. Này hơi cứng cái này nha, để chỉ cái chức năng này là mềm luôn nè. Máy chạy thì ok luôn. Rồi mã số 5 con này 450 luôn. Mã số 5 450 luôn em nha. Số 5 450. Rồi con này là con Makita. Mã số 6 450 luôn, Makita đục 17 ly. Rồi con này 760W, Makita đục 17 ly. Đấy. Mã số 6 450k con này luôn em ơi, dây điện ring dài luôn. Mã số 6 450. Rồi con này mã số 7 400 cũng là Makita luôn. 8500 1050W, con này chạy hơi nẹt lửa anh em coi dọn lại nhé. Mã số 7 400 luôn anh em ơi. Mã số 7 con này 400k. Đục 17 ly của Makita, 1050W, chạy hơi nẹt lửa anh em giờ dọn lại nhé. Rồi con này mã số 8. Mã số 8 con này 500k, hàng của Hitachi, à quên Makita, con đục. Con này nó 760W, 8700N. Rồi máy chạy ok luôn, mã số 8 500k con này, số 8. Rồi con này là hàng của 1200W. Con này nó 1200W, hàng của Marin Japan, hàng Cosi là Japan hết anh em nha. Rồi con này mã số 9. Mã số 9 dây điện ring dài luôn. Không, cũng không dài lắm đâu, 2 3 m à. Nó bị mất cặp tán rồi anh em nha. Đây nó không có cặp tán đây. Máy chạy im ru luôn. Rồi mã số 9 550k con này anh em nha. Anh em giờ nhà bỏ cặp tán vô và xin lại phát nữa xong thôi. Mã số 9 550. Rồi đây là con máy buộc mã số 10. 350 con này anh em nha, đánh buộc. Dây điện thì nó quấn băng keo ở đây. Rồi mấy con đánh bột con này là con Toshiba. Mấy con đánh bột này nó dính xi măng cho nên em không đập được công suất này. Con nào nó vậy nó dính xi măng nhiều lắm. Rồi mã số 10 350 con này anh em ơi. Con này cũng vậy luôn. Mã 11 đây, cần đánh nó quá đây anh em nha. Cần đánh nó gần 1 mét à. Con này cũng Toshiba luôn như con kia luôn. Con này nó không lắc chút nào luôn á. Rồi 11 350 luôn em ơi. Mã số 11 350 luôn. Rồi con này là con không bột chiều. Nó bỏ như ra đi. Bị sổ xích rồi anh em nha. Đấy, giờ anh em tự ráp lại luôn anh em ơi. Đó. Con này mã 12. Cô cam ra đi. Cái lô thùng nó bán hết luôn hả?
Rồi cái con này là nó lam dài 30 800W. Đấy. Hàng của Đài Loan xuất nhập anh em nha. Đây anh em giờ dặn lại ốc này đắt. Ủa con này mất cái nhông rồi. Thôi được rồi, được rồi. Bỏ mã này anh em nha. Con này nó bị mất cái nhông rồi, để bỏ cái nhông vô lại. Rồi con này mã số 12 nó là Shindawa AM900W. Về cắm điện vô là xài luôn anh em nha. Hả? Rồi mã số 12 con này 350 luôn. Hàng Shindawa giờ nhà lau chùi qua phát xài luôn đầy đủ dây nhựa hết anh em nha. Mã 12 350. Em cái này nó chạy 220 luôn á. Rồi con này nó 1050W, lưỡi 190, đới Atimon hàng của Hitachi C7 BE. Rang hợp kim, ok luôn. Đới Atimon sạch sẽ anh em nha. Con này thì chất lượng à. Mọi hình lưỡi liếc luôn, nói chung là ok hết luôn, nhưng mà mỗi tội không có thắng thôi. Đấy. Rồi giá của nó là mã 13 350. Mã 13 giá con này là 350k nè. 350k anh em nha. Rồi con này mã 14. Đây là công tắc nằm đây luôn em nha. Đây là hàng Hitachi đời nó đời cũ là nên là made in Japan hết. Đây. Đó. Cái đó 200. Rồi con này nó chạy nó ghen cái gì anh em nha. Con này nó là 60W điện 100V. Nó gian cái gì á, có đường ren ngay đây. Đấy. Rồi mã 10 14 550. Mã 14 550k con này nha, 550 mã 14. Rồi. Anh này cũng là hàng Hitachi, đời cũ là da băng hết. Đấy. Dây điện nối anh em nha, đây nối con dây có fit đây. Mã 15 1.2.000. 1.200k là con này nó nặng 18kg anh em ơi, nặng 18kg. Đây là dây anh. Chạy ru luôn em ơi. À đây. Rồi mã 15 1.200k hàng Hitachi, con này nó điện 100V. Công suất đồ nó không đổi anh em ơi. Nói chung là cái tem mà nó dán cái tem đóng này coi như không thấy công suất luôn. Một hai bên còn đá đầy đủ á, còn cử luôn. Nhưng mà bên này mòn đá lắm rồi anh em nha. Bên này còn có tí xíu thôi. Bên này còn ok nè. Rồi, đới là đới ga, không bởi không dở luôn. Nghiêm chỉnh, rin 100%. Rồi mã 15, 1.200k, 18kg anh em nha. 1.200, 18kg. Rồi con này 16. Mã 16 700k cũng nặng 18kg luôn. Con này là con bơm anh em nha. Máy vẫn còn sống chạy vô tư luôn. Đây cánh quạt nó chạy đây anh em nha. Chạy êm ru, con này là con bơm, bơm gì á. Đây tem của nó đây là điện 100V. 8.A là 650W.
650W. Rồi. Nó đâu có chữ gì em đọc ra luôn anh em nha. Rồi mã 16700K con này, mã 16700. Rồi con này là con cưa bàn. Đấy. Mã 17500K cưa bàn Makita. Mã 17500K cái con này là cái lưỡi hợp kim anh em nha, lưỡi hợp kim, lưỡi này xài vô tư luôn nè. Đấy, máy thì máy của Makita chưa vệ sinh. Dây điện thì zin dài luôn, rất dài. Đó. Nhìn cái này. Rồi máy chạy hơi nẹt lửa tí xíu anh em, giờ tháo ra dọn lại nha. Con này nó anh em nhìn gò hình của nó là em chưa có đụng chạm gì, nó chưa dọn luôn, rất là dơ. Đấy, được mỗi cái bàn thì còn được ok nè. Đấy. Rồi Makita đây nha, con này lưỡi 108. Lưỡi 108 anh em nha. 60W. Rồi. Giá của nó là mã 17500, mã 17500K. Rồi con này là con hàng SMS. Màu hình còn ok luôn. Màu hình nó còn ok luôn anh em nha. Mà không biết nó xài cho cái gì, nó có ra ba cái răng đây. Rồi. Mã 19. Rồi con này 700K nha nha. 18 hả? Con này mã 18 nha, quên lộn. Mã 18 700 anh em ơi. Các bạn luôn. Rồi, anh này là mã 19. 19 nó là 1.100.000, con này là con Hitachi. Xài đá 355 4.300 vòng trên phút, 1450W. Dây điện thì coi như là ok luôn. Rồi con riêng con này thì coi như là ô tô kẹp đầy đủ, máy chạy không nẹt lửa, nó bị cái tép miếng nắp thang ở đây anh em nha. Đó, máy chạy không nẹt lửa, chạy êm luôn, gắm giờ nhà rắp đá vô là xài thôi anh em nha. Con này xài đá 355, đấy, giờ rắp đá vô là xài luôn. Rồi mã 19 1.100.000. Rồi con này mã 20. 350. Đây nè nha, bao sóng là nó chỉ cần gắm điện vô, cái đèn lên. Đấy, tắt nè. Bóc veo. Gắm cái lại lên điện, anh em thấy lên điện không? Cái công tắc nằm đâu rồi. Đây up, bóc veo là gì đây? Nhưng mà gắm vô điện vô cái lên điện rồi anh em nha. Đó. Em chỉ bao là tới đó thôi. Đây là da băng đây. Hàng bởi cái đồng hồ đây, đây 70V. Nói chung là cái này nó xài cái gì là em không có biết được anh em nha. Đấy, gắm điện vô là điện nó vẫn còn sáng là xong. Đấy, mã 20 350K con này, mã 20 350. Rồi đây là con máy hàng điện 100V anh em nha. Máy hàng điện 100V. Ở khúc trước đây thì nó bị mất miếng ở đây thôi, lấy kìm đĩa lên anh em nha. Đấy. Đây là 12V. Bị gãy cái nút gạt này. Đó. Phút trước hơi 66 anh em ơi. Đây là máy hàng. Nhìn cái cặp này là biết máy hàng hay là máy sạc bình em cũng biết nữa. Ủa đây máy sạc bình hay máy hàng?
lốt. Đây máy sạc bình đó anh em nha, không phải máy hàng đâu. Em tưởng đâu máy hàng chứ, đây là máy sạc bình. Đó là 12A rồi 35A, DC 12 đến 24V. Điện 100V. 380VA. Hàng Yoshida. Máy sạc bình. Đây sạc bình lớn anh em nha, đó, hai kẹp của nó đây. Đây máy sạc bình không phải máy hàng. Rồi đây. Lên điện anh em nha, đó. Công tắc em đè lên cái là nó không có giữ được á, anh em giờ tháo ra chỉnh công tắc lại nha. Đó nè. Lên điện nè anh em nha. Đây. Cô cầm ra thấy không em? Thấy à, anh thả đi. Rồi ok thấy. Đó, rồi, lên điện nè. Đó tắt nè. Rồi con này là máy sạc bình anh em nha. Em tưởng đâu là máy hàng chứ. Số 21. 650 con này anh em nha. Đó. Đây dây điện của nó đây, vẫn còn nguyên chỉnh. Hai con dây sạc bình và một con dây nguồn của nó. Rin hết anh em ha, 100% luôn. Mất cái tay nắm thôi. Mã 21 650 nha. Đây, mã 22. Đây mới còn là máy hàng nè. Đó, mã 22, con này là 1 triệu máy hàng. Nó là hàng được tối đa là 3 ly 2. Và nó có một cái sơ đồ trên đây, hàng của Sanco. Nó có sơ đồ trên đây để anh em đấu điện anh em nha. Đây. 26.5V. 16, nó nặng 16,5 kg. Điện 100V. 3KVA. 85A. Nói chung là em biết em đọc được cái nào là em đọc anh em không? Anh em nghe kỹ giúp em nhé. Đây là để 35V, 26.5V. Rất nặng. Còn đây là cái mặt của nó đây anh em nha, bị cong hết một con ốc này. Không phải bông quá mà bị hở, ngay đây một miếng. Rồi, đây. Còn cái đây thì sơ đồ 1 2 3 4. Cái này thì để đấu ra cái que hàng hay sao á, đó. Ở trên này. Là rồi, mã 22 1 triệu. Là bán mù anh em nha. Cái này em không có đấu ra được dây điện á. Đó, không có biết chỗ nào để đấu ra được dây điện luôn, không có dây nguồn luôn. Đấy. Thấy cộng dây nguồn nặng đâu á. Đây, nặng 16 kg. Rồi 1 triệu bao ship anh em nha. Không bao sống. Con này có dây điện này. Đấy. Con này là hàng cái gì đây? Nó có hai cái cục dây. Dây đây anh em nha, hai cục. Cái này cũng có hai cục, một cục đầu này đầu này. Rồi. Còn cái này. Này cũng có hàng được 3 ly 2 luôn. Đây là để 260mm, 2.6 đây 3 ly 2, 2 nập 3 ly 2, 2 ly 6. Con này thì sống anh em nha. Rồi, đây, cắm điện vô. Dây điện dây rinh luôn rồi. Qua càng đi. Đây, lên điện anh em nha. Đây, lên điện nè. Tắt lên, con này gắm vô cái là sáng luôn. Cái bên này 20A là tắt bên này. Cái này cái đầu đồng hồ lên luôn anh em nha. Đây đồng hồ lên luôn nè. Đấy. Ok. Rồi, nó là điện 100V anh em nha. Đấy. Rồi, giá của nó là 2.300.000 bao ship anh em không? Mã 23. 23, 2.3 luôn. Rồi, đưa đi em, đưa hai con kia luôn. Đường 133 kia tay rồi. Rồi anh này là anh đục Makita. Đục 30 ly sao á, không phải là 40 đâu anh em nha. Đục 30. Đây đục 30 ly. Đấy, chưa làm giá luôn hả. Makita 8600S 1350W Madin da băng anh em nha. Rồi dán lên nè. Con này 1.300.000, mã 24, 1.300.000 nặng xuống. Hơi nặng anh em ơi. Công tắc bóp đây anh em nha, đây. Rồi chạy không nẹt lửa luôn. Chạy im luôn.
Đó, Makita 8600S. Rồi, mã 24 1.300.000 con này, mã 24 1.300.000. Rồi, con này mã 25 cũng là con cuối cùng của video sáng hôm nay. Rồi, mã 25 600.000, con này là cũng là con Makita lưỡi 255 260. Đấy, lưỡi hợp kim. Lưỡi hợp kim anh em nha. Hợp kim này thì nó hơi mòn nhưng mà vẫn xài được. Nó mòn hết rồi anh em nha, nhưng mà vẫn xài được, mòn hết vẫn còn hợp kim nhưng mà mòn. Rồi. Mã 25 600.000 con này cũng là cái con cuối cùng của video sáng hôm nay. Đó. Rồi đây. Rất nhiều. Rồi anh em xem con nào anh em ủng hộ em rất là cảm ơn luôn nha. Đấy. Rồi bây giờ chuẩn bị chắc chiều hôm nay thì chắc không có video rồi. Để em soạn thử kịp không? Tại ngày hôm qua em quay cái lô này buổi chiều. Với lại cái lô mua hàng thùng đây là buổi sới. Hàng thùng này thì anh em chốt sạch sẽ không còn một thùng nào luôn. Nói chung là rất là cảm ơn anh em luôn, anh em tin tưởng. Đấy, hàng em bán mù nhưng mà coi như anh em mua không còn thùng nào luôn. Một lát nữa bây giờ cho bi em đóng đi, để chiều gửi hàng đi cho anh em để cho nó kịp giờ. Sáng hôm nay em chỉ làm được cái lô này thôi. Rồi, nói chung là anh em vào xem kênh cho em xin chúc một like anh em nha. Rất là cảm ơn anh em luôn. Cũng trễ rồi, em xin kết thúc video đây, chào tạm biệt anh em thôi.